một sự việc khi hữu liên quan đến lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật cứu sống một phụ nữ bị vỡ mạch máu não trong lúc hát karaoke. Đáng chú ý là thời gian từ khi người phụ nữ này bị vỡ về mạch máu não cho đến khi được các bác sĩ phẫu thuật cứu chữa là sau 3 ngày, một thời gian không tưởng để phẫu thuật thành công đối với những trường hợp tương tự. Tại sao lại có sự may mắn như thế này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bà NTV, 66 tuổi, ở tỉnh Bạc Liêu, có tiền sử bị tăng huyết áp. Hơn một năm nay, bà thường bị chóng ván, có uống thuốc huyết áp nhưng không liên tục. Gần đây, trong một lần hát karaoke, bà bị đau đầu dữ dội. Bà V được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị 3 ngày. Tình trạng đau đầu không giảm mà còn tăng thêm, nên gia đình đưa bà đến bệnh viện SCS Cần Thơ. Kết quả CT ghi nhận bà V bị sức huyết, khoang dưới nhện, do vỡ phình mạch máu não các bác sĩ bệnh viện SIS Cần Thơ đã tiến hành hội chẩn quyết định phẫu thuật. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quang Hưng, trưởng đơn vị ngoại thần kinh bệnh viện SIS Cần Thơ, có thể ở điểm mạch máu bị vỡ, có lớp sơ vữa quá dày, tự cầm máu được tạm thời nên bệnh nhân mới có cơ hội đến bệnh viện SIS Cần Thơ sau 3 ngày bị vỡ phình mạch máu não. Sau 5 ngày mổ, sức khỏe bà V đã ổn định. Bác sĩ Hưng đánh giá túi phình của bà V có thể có ít nhất là một năm trước đó khi bệnh nhân hát gắn sức ở những đoạn lên cao dẫn đến huyết áp tăng lưu lượng máu dồn lên quá nhiều quá giới hạn của túi phình khiến cho túi phình bị bể bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân tuổi trung niên có tăng huyết áp đau đầu sụp mi cứng gáy nên đi tầm soát phình mạch máu não ít nhất một lần bằng em trai tư ưu nhất là em trai ba tesla